This weapon is just a tool. The power is in the wielder. Too slow. Watch this. I always deliver a killing blow. Yet unknown. Victories are endless, like the universe itself. An enemy has been defeated! Too slow. I always deliver the killing blow. Anh Google bắt đầu đọc bình luận. Chào mọi người nhá, hello anh em nhá. Lay không leo đỉnh cao nữa, nên lay kéo danh luôn đấy em ơi. À, lay leo danh cùng với mọi người Đặng luôn nhá. Đặng Minh Huy, hello anh. Là Đặng Minh Huy nhá. Hello tất cả mọi người, chúc mọi người đều vui vẻ nhá anh em. Một like một tim nhá mọi người ơi. Yes, Dragon and Slayer have appeared. Lay leo danh cùng với mọi người luôn nhá. Bạn nào chơi thì tí đã hết game vào ạ. Xuân Chiến, lô anh nhé. Chào Xuân Chiến nhá. Anh em nào mới vào mình chưa chào với chat nên để Google đọc cho mình chào nhé. I always select yet another. You're next. Watch this. Our Dragon Lane Tower is under attack. We can return to the ship now. What is that? An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Dragon has been defeated. Double kill. Game dễ quá mọi người ạ. Game auto win rồi. Nguyễn Cảnh ơi. Hiếu hay. Hello Cảnh Hiếu nhá. Bạn nào mới vào thì chưa chào thì mọi người chat lên cùng hô đọc cho mình chào nhé anh em. Chúc em tối vui vẻ nhá. Dưới 50 sao thì vào đánh cùng được nhé anh em ơi. Dưới 50 sao thì vô giao lưu được nhá. To prove myself to him. My power is. Our Dragon Lane Tower is under attack. Có thể mình tin lắm. The Iron Defense System has disappeared. Send in the ballista. Defeated. Đâu vậy? Nghĩa Bùi, hello anh trai. Hello Nghĩa Bùi nha. Chạy về tận nhà nó luôn. Sợ đấy. I always an enemy has been defeated. Game dễ nha anh em ơi, game dễ nha. An ally has been defeated. Quý đồ, xin chào. Hello quý đồ nha. Our Slayer Lane Tower is under attack. Một máu kìa. An ally has been defeated. Your tower has been destroyed. Bốn slot nha anh em ơi, bốn slot đưa anh em lên chiến tướng nha. Bạn nào chơi thì đợi hết game vô ạ. Game dễ nha anh em. Yes or no? Shut down.
Lưu Vĩ, hello ông Cóc. Hello Lưu Vĩ nha. Our Dragon Lane Tower is under attack. Mũ đá nó định ăn tôi á. Dễ lắm vậy. An ally has been defeated. Your tower has been destroyed. An enemy has been defeated. Anh em nào thấy 50 sao thì đúng được. Hết game vào đánh cùng nhá. Win fire. Tổng có bài tủ làm sao mà thua được. Auto win. Your mess. I'll turn you to dust. Lưu Vĩ, nay không chơi nhon à anh? Có, trận này nó xanh lên phải vậy nhá, tí nghe sau. Không sao nhá, vẫn lo được. À, bé mẹ nó dịch nhanh quá. Team has destroyed a tower. Lên đây luôn. An ally has been defeated. Hoàn hữu, này. Nhớ, bé mẹ nó lên tận thế này luôn, hơi hảo. Watch this yet another. Dragon has been defeated. Làm gì đi các đồng đội ơi. Nguyên Việt Black Bang. An enemy has been defeated. You have been defeated. Enemy ultimate. An enemy has been defeated. Your tower has been destroyed. Your team has destroyed a tower. Shut down. Game dễ quá, game dễ quá. Đi hàng mấy đứa con nít. Lo được nha. Our base tower is under attack. My arrival heralds your victory. Nguyễn Việt, khách đấu 1000 sao đánh chung được không thành em? Được nha anh em ơi, được nha. Hãy phải lo lắng cho team của anh em. Trận này phải lo lắng. Nguyễn Việt, hello em Thành. Hello anh em nha. Làm nào mà biết được là Murat nhỉ? I do not have to prove myself to anyone. My power is plain for all to see. Open fire. Bí đao, lai tới mấy giờ anh? Prepare to become one with a Milky Way. Watch this. Khó thế. Holy Dragon has been defeated. This weapon is just a tool. Lại đến 1 giờ nhé. Mày. Bắt bóng nó chính là sao? Má. Cày đấy, anh em ơi. Giết được thằng Murat rồi, thằng Zon nó cơ hội kìa. Giết thằng Zon đi. Dark Slayer has been defeated. Ok, mày đang làm gì kìa? An enemy has been defeated. Ok. Anh bay ơi. Thằng bay ơi, nó cũng làm người kia. Hơi ảo. Không sao nha, vẫn win nha. Dark Slayer has been summoned. Nguyễn Việt, 100.000 sao đánh được không Thành em ơi? Được ạ. Our middle lane tower is under attack. Vào là cho nha. Yes or no? Too slow. Game dễ thôi anh em ạ. Cái pha đấy thằng Violet mà ra bắn súng là thằng Mark nó cũng chết đâu. I do not have to prove myself to anyone. My power is plain for all to see. Nguyễn Việt, thế ranh nhựa đánh chung được không vậy Thành em? Được, hết. Vào là chơi. My victories are endless. Game dễ nha mọi người. I'll turn you to dust.
Chào rồi. An ally has been defeated. Phương Quý, Lục Bảo đánh cùng với nhà bạn ấy. An ally has been defeated. Ok nhé bạn. An enemy has been defeated. Lo được nhé bạn. Double kill. Game dễ lắm bạn. Vì thế lắm. Nguyễn Khánh Ly rời hang anh ui. Chào Nguyễn Khánh Ly nhá, chào tất cả anh em nhá. Rời hang rồi. Fan The Flash 20 năm nay. Rời hang thôi. Watch this. Mai thắng VG Minh nữa thì ối rồi, nhưng mà VG Minh cũng là đội tuyển. Chúc mừng Lục Bảo là bên top chiến ha ha. Đánh nhắm chơi được hết nha. Lo được anh em ạ, dễ lắm. This weapon is just a tool. The power is in the Quân Doan, hello em không cho Yon à em. Hello Tuấn Đàn nhá. Bị ấy anh ơi, bị lâm cấm rồi. Nó khôn thế. Vãi nhái thật, nó giữ lại cái ulti lâu hay là lâu luôn anh em ạ. Cay thật đấy. Con lợn này. Our middle lane tower is under attack. À, nghe chết này. Your tower has been destroyed. Nó giữ lại cái ulti lâu hay là lâu luôn. Vài lét ngu quá. Nên đổ vài lét để đổ. À, thật đấy. Your tower has been destroyed. Dark Slayer has been defeated. Căng rồi đấy. Nghe căng rồi đấy. Heralds your victory. Dòng đang bị tấn công. An ally has been defeated. Our victories are endless. The enemy Dark Slayer has been summoned. Có lẽ không chết kìa. Ô Nguyễn Việt, làm cái kèo ăn 100.000 mạng bằng 1.000 sao đi thành em. Em nói à? Trời đất ơi, như vậy mà không chết mà game đúng lỗi nhái. Nhái thật. Phải lo lắng thôi anh em, phải lo lắng. Quang vàng, có một mắt xin được chơi với. Ok nha. Anh em nào chơi thì em nào nha. Sao cái chủ nó lại bắn tôi vậy? Sao cái chủ này ảo à? Con lính thì không bắn thì bắn cái gì à? Ôi dồi. Your tower has been destroyed. Lo được nhanh em ơi. Đối nhập không cầy cú phản thanh niên đấy xã hội. Mai em ơi mai nhá. Mai cày. Team has destroyed a tower. Hôm nay 10 giờ mới live thì cũng không có gì nữa. Nguyễn Việt, nhưng mà danh đồng nát có chơi được chung đâu mà, mặt cười. Ui trời ơi mù đất. Ui trời ơi mù đất. Khóc luôn. À, thằng mù đất một máu anh em ạ. Đen chưa. Rồi chỉ có đồng đội thôi. Khi lo bắn được mình. Rồi chỉ có okay, hy vọng đồng đội thôi. Chứ mình làm như vậy là hết cỡ rồi đấy. Hết nước hết cái rồi đấy. Giờ chỉ có đồng đội đấy. Làm gì cũng làm đi chứ. Rồi chịu rồi đấy. Hết nước hết cái mấy ông rồi đấy. Tuấn tình cảm.
Hello, Tuấn tình cảm nhá. Ui, thế mà thằng Murat nó giết được tôi kìa. Lỗi game thế nhở. Không sao, sao. Chấp nó mạng đi. Yếu hết rồi, tụi nó yếu hết, không ăn được kinh cộng đâu. Đố ăn được kinh cộng luôn đấy. Tuấn Trung, đam mê to vậy. À, đam Murat to với là to rồi. Thôi à. Đang là một thanh niên nữa đã đi. Hay nhá, hay nhá, đẹp nhá. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Win. Win, 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 win chặt, win chặt, win chặt. Win chặt xé. Áo kinh công lên. 45, rank chiến tướng. Đang 37 sao anh em ạ. Ultimate. Our infinite slayer is pushing. You have been defeated. Yeah, nó cái thằng Batman này. Cày thế nhở? Shut down. Làm bên đi, làm bên đi. Thằng Achit đám to đấy anh em ơi, thằng Achit đám to đấy. Nhớ phải, Batman đám to rồi. Tôi nhớ là tôi nhiều giáp với nhiều máu lắm mà sao tự dưng chết nhảm thế nhở. Vin, em ở chơi ngu vi cây cây. Má mình nhớ là mình nhiều máu với nhiều giáp lắm mà tự dưng chết nhảm thật đấy. Your team has destroyed a tower. Anh em nào mà dưới 50 sao thì hết game cô đánh cùng được chứ, cái này win rồi anh em lại win chắc rồi. Câu kéo. Win đi. Hà Quan Trầm bốc vãi múa. Hello, hello bạn Linh nhá, hello anh em nhá. Anh em nào dưới 50 sao thì vô đánh cùng mình được nhá anh em ơi. Trên cao thủ nhá. Đông Hào, vui, mặt cười lộn ruột. 905133 nhá mọi người, 905133 nhá. Thì nó có Batman mà anh em, thì nó có Batman mà. Nó bắt thì chịu. Hai thằng nó bắt cả thằng Acid đến thằng Batman nó bắt thì làm sao mà chạy được. Anh em nào chơi vô đi. 905133. Hung Pham Van Hung, gà vãi lúa. Cao thủ đổ lên nhá mọi người, cao thủ đổ lên nhá. Bạn nào chơi thì nhập ID phòng vô nhá anh em ơi. 4 slot nhá, cao thủ đổ lên thôi anh em ạ. Hôm nay chơi với cao thủ đổ lên thôi, Tinh Anh không chơi được nha anh em ơi. Không có ai bảo thì chạy. Hung Pham Van Hung, ta xem gánh cho. Không có ai bảo thì mình chạy trước. Turn to ban. Trận này chơi giòn nhá. Anh em nào mình chưa chào thì chat lên để mình chào nhé mọi người. Game dễ lắm. Đông Hào, đao đẹp dai S1 TV. Ok ok. Opponent's turn to pick. Thằng nào không bấm tướng vậy trời. It's your turn to pick. Nguyễn
Việt, non là hướng trợ thủ an thành em đấy xã hội. Will bring down your foes. Đúng rồi nha. Làm trận tứ tử đi. Đông Hào, thành em NCC họ. Hello Nghĩa Bùi nhá, anh đẹp không ngày cục vàng hả? Có nha Mai nhá. Trời ơi. Chơi zip làm gì hả bạn? Anh em bảo chơi với tôi để cầm con zip như thế này làm sao mà tôi chơi được không? Nghĩa Bùi, canh đi để cuối tháng lại còn thức. Nghĩa Bùi, dân mạng lại bao tóc một máy. Đó một máy là đó một thanh đấu chứ quên. Lo được nhá. Lý Nguyễn, hello chồn làng nhá. Chào Lý Nguyễn nhá. Anh em nào mà dưới 50 sao thì hết game vô đánh cùng mình nhá anh em ơi. Nếu mà đủ người thì đi team 5, không đủ người thì đi team 3 nhá. Anh em vào chơi mình đừng có pick zip nhá, pick zip mình khó chơi lắm, thật. Khó đánh lắm. Nếu mà đánh thế nào với con zip luôn. Nghĩa Bùi, lên cục VSNGF để đổi kép đi chứ cái này phèn quá. Ok, rồi sẽ có thôi. Đâu nó sẽ có đó mà. Game dễ nha anh em. Thầy lý cổ ná ca lên vào đi. Lâu quá đấy. Phạm Nam, sao màu màn hình nó đậm thế nhỉ? Hello Khang Huy, hello Phạm Nam nhá. Ok nhá, hello Khang Huy nhá. Đội xông lên. Đậm đâu, vẫn nhìn bình thường mà anh em. The Vita are more than just burly soldiers. Lo sáng quá hay sao? Để cho nhỏ. Nghĩa Bùi, bỏ kép thành vi. Mình đi nhầm đường em ạ. Cứ tưởng là Batman nó đi SP. The sun's power is endless. Our Dragon Lane Tower is under attack. Nhầm lên, nhầm lên. Khang Huy, được idol chào vui quá cây, chúc anh chơi game vui nhé anh Thành. Ok nhé em ơi, idol gì đâu em. Vào giao lưu chơi vui vẻ thôi. Bạn nào mà dưới 50 sao thì hết game vô đánh cùng mình nhá. Onward. Nguyễn Việt, cho rank gỗ vào không để game sau vào thành MA. Thấy em làm chơi thì nào thôi. Nhớ cái lúc nào muốn xuống lúc nào. Ninh Vũ Hào, lô xếp. Chào đi Vũ Hào nhé. Hello, hello, hello. Dragon and Slayer have appeared. Slayer has been defeated. Our middle lane tower is under attack.
Mỗi cái là phải đi farm. Mình vô hảo, các ơ cao bộ không nhấp kỳ bá đạo phun năm không chết. Khó nha em ơi. Nguyễn Việt, thành em bắn con này cháy đấy nhỉ. Có một hả? Đặng Khánh Linh, hello anh này, vào xem like anh muộn, mặt cười thít mắt. Chào Khánh Linh nhá. Our Slayer lane tower is under attack. Mình đã có để ý thằng Darcy ở đâu, gái nó ra ulti luôn. Mẹ. Chó. Không sao không sao. Nguyễn Việt, mình cũng top một thế giới lâu này, mặt cười thít mắt. Vẫn đang nhiều tiền nhất mạng, không có gì lo. An ally has been defeated. The iron defense line has disappeared. Send in the ballista. The sun's power. Not so fast. Our middle lane tower is under attack. The Vita are more than just our Slayer lane tower is under attack. Huy Minh, hello nha. Hello anh em nhá, chào Huy Minh nhá. Your tower has been destroyed. An ally has been defeated. Enemy double kill. Anh Giang, có điểm rồi. Not so fast. An enemy has been defeated. Feel the sun. Dragon has been defeated. Đánh với con zip đi FP mà. Hoàng Tử hết. Hello Thành livestream. Hello anh em nha, chào Hoàng Tử nha. Đánh với con zip mà đánh nó không hiểu với nhau khó chơi lắm các bạn ơi.
defeated an enemy. Nguyễn Việt, game này Win Mai cho lên TV nhé Thành em. Ok, game này Win được nhé anh em ơi. Tướng tủ mà. An ally has been defeated. Dragon and Slayer have evolved. Khang Huy, 30 chưa phải là Tết anh ơi. Lo được nha mọi người, lo được. Game dễ mà anh em ơi. Feel the sun. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Chỉ khó chỉ có con elite thôi. Thế mà team nó không có con elite là sợ đâu. An ally has been defeated. Nói chung là lo được. The sun's not so fast. Thằng nó không trong bụi đó không thấy à? Trời. Tôi bắn vào đây mà không thấy luôn. Nguyễn Việt, Thành em đấy, xa hệ bắn con này cái đấy. Lê Đạo, bắn bắt đầu thấm, hí. Not so fast. I shall never relent. An ally has been defeated. Quan trọng là có được bắn hay không mà này. Khó đấy. An ally has been defeated. By the sun. Your tower has been destroyed. Enemy double kill. Huh? Anh Giang, Free Fire sống dai thành huyền thoại. Hello anh Giang nhá, chào tất cả anh em. Bạn nào mình chưa chào được mọi người sát lên để mình chào anh em ơi. The sun's power is endless. Là kèo là chính mà. Dark Slayer has been defeated. Onward. Nguyễn Việt gặp Zip ăn hại rồi. À đừng chơi con Zip thì nó còn dễ hơn tí. Chơi Zip mà không hiểu ý nhau là đánh khó. Feel the sun.
Lâm Hoàng Ân, chào anh. An enemy has been defeated. The Vita are more than the just the enemy Dark Slayer has been summoned. Bình Plus, Batman đánh ngáo thế thì thua anh ơi. Chấp nhận rồi, ngáy. Holy Dragon has been defeated. Hay lắm. Ai thua nghe. Nguyễn Thiệt, Batman là S hay mít thế thành em, mặt cười chít mắt. Phong Gà Tàu, chào anh. Cứ thủ dai một tí là được anh em ạ. Thủ dai là thành viên phải. Thủ dai là phải được khi bạn sai lầm mình lật kèo thôi. Nguyễn Thiệt, thành em mai tải game đào vàng về. Không biết là thằng Đa Thi à. Will shine on me. Our base tower is under attack. Một đối một. Your tower has been destroyed. An enemy has been defeated. Nếu mà tách thằng Ngộ với thằng Da Si ra thì solo thoải mái luôn, nhưng mà hai thằng nó thì nó dồn đam ghê. Và đấy không có thằng Ngộ là bắn chết thằng Da Si. Đừng có đi, xin vớt được y. Không có thằng Ngộ nào giết được thằng Da Si đẹp luôn. Infinite Slayer has appeared. Prepare for the final battle. Well done, Gore Yamban. Cường có đi, xin slot. Hết game nhá. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Nice assisting. Enemy bloodbath. Enemy double kill. You have defeated an enemy. You have been defeated. Nguyễn Việt, game này win cho thành em 5.000 ăn kem. Mặt người. Má, ông zip ông hút kiểu gì vậy trời. Không biết là có biết chơi zip hay không luôn á. Has been defeated. The enemy Infinite Slayer is pushing. Ức thế nhở, FP đánh vậy là chết luôn rồi. Đánh FP vậy là chịu nó lắm. Our base tower is under attack. Enemy legendary. Your tower has been destroyed. Anh em thấy đánh như vậy mà FP cũng không được thì chịu thôi, chứ bây giờ biết làm nào. Nguyên Nam, mít nó dí sát vậy chạy LS được. Đâu, ý là pha đấy SP hút được là ngon mà. Mà có khó gì cái pha đấy đâu. Nguyễn Việt, win được không thành em. Được nha, ba đường là kèo, tiếp phải lạt. Base tower is under attack. Tiếp phải lạt mà. Enemy legendary. Enemy double kill. Our base tower is under attack. Shut down. Our base is under attack. Nguyễn Việt, lật kèo cho lên TV. Your tower has been destroyed. Defeat.
thủ hay lắm rồi đấy, các bạn thủ hay lắm rồi đấy, nhưng mà chịu thôi. SP đánh vậy chịu. Đừng không biết chơi zip thì đừng có chơi, khổ. Nguyễn Lan Anh, trận này win vào mắt. Tình non quá anh em ơi, tình non. Bảy sáu hai bốn năm hai nhé em ơi, 762452 nhá, đánh vậy là hay lắm rồi, hạng một rồi anh em, ba mấy phần trăm đáp rồi, 33% đam rồi, còn gì nữa anh em ơi, chơi vậy thôi. MVP mà lo lắng được vậy thành thôi, lại rồi, sao mà lo lắng được thêm được nữa, vậy là quá ổn rồi anh em ạ, vậy là quá ổn rồi. Anh em nào chơi thì vào nhá. Pick con zip là khó game lắm anh em ơi, pick con zip là khó game lắm, trận đấy pick con nào khác đi thì ngon. Đánh con zip này nó hút không được, nó chết luôn. Nguyễn Việt, thế mà kêu win được. Cố hết sức rồi anh em ạ, 33% down rồi đấy, MVP rồi đấy, nhưng mà team non quá là chịu thôi. Mà pick con zip như vậy thì khác nào một mình tôi chơi game đâu. Đâu có được, không có cách nào mà. Sao không tạo team 5 anh Thành ơi? Tạo team 5 đây nhưng mà có đủ người đâu anh em. Anh em nào đủ người thì đợi game sau nhá. Lo lắng được rồi, lo lắng hết rồi mà không thể nào mà win. Hơi lỗi. Lại nha. My foe will bring. My bow is ready. Đã đánh đúng như kiểu một mình chơi game thôi. Thành bán con yêu đi lấy 50 ruby. Đánh kiểu một mình chơi game thôi. Khó, nó đưa vào thế khó quá, đưa vào thế khó đánh nổ. Cái pha tu len đấy nhá, cái pha tu len đấy nếu mà hút được thì win chặt. Giết được luôn thằng tu len luôn anh em ạ. Mà hút không được là chết thôi. Bạn này chắc chắn là tôi, bạn zip này chắc chắn là chơi ít zip này, mới chơi zip thôi. Chứ còn nếu mà đánh zip quen tay rồi là không bao giờ có chuyện hút thủ kiểu cả. Nguyễn Việt, thế game này có win được không Thành em? Game này win nhá. Bạn này chắc là đánh con zip hơi ít nên là nó hơi rồi. Chứ còn nếu mà bet zip quen tay thì quả đấy hút vào là được cái chắc dễ mà. Đâu khó đâu. Nguyên Nam, tí tôi vô bú win. Anh em nào dưới 50 sao thì hết game vô đánh cùng được nhá anh em. Dưới 50 sao trên cao thủ nhá, cao thủ 1 sao đến dưới 50 sao nhá anh em nhá. Đánh ấy hả, đánh chơi mai đến cúp với anh em luôn nhá, mai tôi cày cúp với anh em lấy trang phục học đường đi, mai tôi cày cúp với anh em luôn nhá, mai hình như là mai chơi của tôi sẽ 20 sao chơi được nhá, còn tôi mai này vướng trận Vegamin với lại The Flash thôi, hình như ngày mai là kênh của tôi cũng phát team Flash với lại game Vegamin rồi. Khang Huy, cao thủ 20 sao chơi được không anh ơi? Được nha anh em ơi. Từ cao thủ 1 sao đến dưới cao thủ 50 sao là vào đánh được nha. Trận vừa rồi chỉ cần may mắn thêm một tí nữa là win được anh em ạ. Cái pha mà giết được thằng Tu Len đấy mà giết được là win. Chắc luôn. Tại vì mình giết được thằng ấy rồi. Giết được thằng Daxi rồi, nó Jerry còn cái ngáo. Gì đâu. Thơ anh chào em đi. Chào Jerry Ngáo nha. Ở đây ông Nguyễn Tuấn nhá, trận này win rồi, nói được nhá. Đèn quá anh em ạ, thật. Cái pha giết thằng Daxi xong mà giết được thằng Tu Len may mắn thêm một tí nữa, giết chào được thằng Tu Len là win chắc luôn. Nguyên vô tân. Hứa với anh em trận đấy nếu mà giết được thằng Tu Len thôi thì win chắc luôn. Còn cái gì để mất nữa. Quên đi quá khứ, trận này 2S. Cố gắng nhá. Team nó cũng không có gì lợi hại đâu, có thằng Kai yêu đâu.
Cầm nát cầm. Nguyễn Văn Quân, Duy Anh. Ở đây. Ủa đúng rồi, vào đây luôn. Ở phía đây. Mày bắt tóc biến rồi đúng không? Có con kẹp phí nào rồi. Chạy lắm à? I shall never relent. Này dí nốt một con nè, dí đi. Đào Phát, mua account có liên kết Facebook mình được không? Được nha bạn ơi. Inbox nha. Liên kết thoải mái chứ, ạc thắng thông tin mà. Game dễ nha anh em ơi, game dễ nha. Theo lát đánh chủ động quá, nó đánh nó kiểu như nó cường công á. Nên là mình bị mất hơi nhiều máu. Nhưng mà nó đánh kiểu vậy thì nó sẽ dễ chết thôi. An enemy has been defeated. Our Slayer Lane tower is under attack. Cao Phong, trang phục thần soái sấy nghe đã tải hơn. The Vita are more than just burly soldiers. VIP nhất mà, trang phục đấy VIP nhất mà, nhưng mà tôi chưa sáng. Dragon has been defeated. Nguyễn Việt, có cái ơ cao nào 30.000 không thành em? Không. 30, 20 nhỉ? Bán vậy làm gì có lãi? Vãi đái mất cả dòng, mất cả thịt cây. Ôi dồi. Nguyễn Tuấn, xem thử hết trận xem đố nổi, mặt người chảy nước. Is under attack. Khang Huy, hơ cao 30 ca trời đất lạnh. An enemy has been defeated. Our Slayer Lane tower is under attack. I shall never relent. Jerry ngáo, nó khỏe hơn Yon thì đầu chẳng ép anh. Nó khỏe hơn là một, với nó có thằng Helen với thằng Kai xuống là hai anh em ạ. Tụi nó cứ ba thằng đấy nó ép. Hơi căng. An ally has been defeated. Thằng Tulen thì có cái tác dụng gì đâu, bây giờ Tulen có cái tác dụng gì đâu. Tuấn Tú, nô ông góc lâu rồi không gặp. Chào Tuấn Tú nha. Chào tất cả mọi người nha. Nó còn biết chưa, cái của bắt thằng Kai luôn mà. Đây, chả thấy bắt gì. The iron defense line has disappeared. Sending the ballista. The tower has been destroyed. Gia đình ngáo, quý có đồ giám láo. Hôm nay nó non lắm. Đấy chết, tụi lên đánh cùng mình à? Không sao, đánh được. Văn Hậu, like tới mấy giờ anh? The Vita are more than just not so fast. 1 giờ nhé bạn ơi. Nguyễn Việt, thế tóm lại game này có win được không? Được. The middle lane tower is under attack. An ally has been defeated. Gia đình nào, nhìn chỉ có một con mà. Hey.
tấn công tướng địch. Only. Your tower has been destroyed. Our Dragon Rain Tower is under attack. An ally has been defeated. Nguyễn Việt, nếu không nguyên bán cho em gái ở cao 25.000 nhé. Dragon has been defeated. Đỗ Nhật, bắn gãy cung. The sun's power is endless. Mình cũng vẫn đang xanh đấy nhưng mà nó. An ally has been defeated. Nguyên Nam, trung mất nhanh thế. Our middle lane tower is under attack. Feel the sun. Your tower has been destroyed. Quá đau mà chả mất anh. Ca hiu cho nát thì nó bắn sụt. Mấy hồi mà chả mất. Đấy. Nguyễn Thiện, em có cái ơ cao phun tướng phun sờ phun thành em mua không bán 50.000 nè. Enemy ultimate. Nguyễn Tuấn, đòi win ván này, mặt người chảy nước. Quên đi quá khứ, Kayo nó xảy cho địa chảy. The Vita are more than just burly soldiers. Dragon and Slayer have evolved. Shut down. Nguyễn Việt, alo Thành em không win tải game đào vàng về chơi nhé Thành em. Không win á. The sun's power is endless. Lót rồi. Dễ mà. Cầm này đi tí nữa. Nguyễn Tuấn, tí vào sân lai ca ca. Vào đây. Your team has destroyed a tower. Onward. Tuấn Tú mới mất cái cắp tay vãi nồi. Your team has destroyed a tower. The Vita are more than just Slayer has been defeated. Quên đi quá khứ, ăn đi cái mất đồng núi này, mặt cười lộn ruột. Nguyễn Tuấn, không mình nó phá nát nhà ca ca. The enemy Dark Slayer has been summoned. Đặng Hùng, chào thủ thớt. Hello tất cả mọi người nhá. Game này win được nhá mọi người ơi, game này win thoải mái luôn, win chằn chặt luôn.
sun! Your tower has been destroyed. Bảo xa lộ, đánh mà cái đạp mái mày. Ok ạ. Cóc phải thiếu văn hóa chứ. Lo được nhá mọi người ơi. Cậu phải để vị trí nhá. Quên đi quá khứ, trận này nên khung tà ma không? Không xem thì thôi. Yếu hết rồi đó các bạn. Bạn yếu hết rồi đó. Vào làm việc thôi. Double kill. Enemy ultimate. Tấn công xuống địch. Nagrod. Tấn công xuống địch. Nagrod. Onward. Bảo xa lộ. Chơi game thì đánh cái mồm lại cho người khác đỡ ghét. Sống sao được vừa lòng được thiên hạ các bạn ơi, không bao giờ vừa lòng được ai, không bao giờ vừa lòng được tất cả mọi người hết á. Like không nói thì người ta bảo là mày đi like mà câm, like nó nhiều thì lại bỏ gáy. Ai mà thật bị chửi. Nói chung là không bao giờ đúng, sống được vừa đúng lòng đúng là được bao giờ. Còn ai chửi mặc ai chứ kệ cái mồm của người ta rồi. Không đánh được. Đen đấy thằng Na đéo không chết kìa. Đỗ Nhật, các cháu lên đây gõ phím thôi mà. À, các cháu lên đây gõ phím thôi mà. Cay thằng Na quá đi lỗi rồi. Không sao nhé anh em ơi, không sao nhé, vẫn đép được, vẫn thoải mái lắm. Dark Slayer has been defeated. The enemy Dark Slayer has been summoned. Nguyễn Việt, hóa móm bảo xa lộ lại thành em. Kệ nó, cho nó chat, cho nó tăng tương tác anh em, không sao. Our base tower is under attack. Quên đi quá khứ, bắt biết đi nó là xong. Our base tower is under attack. Sắp win rồi nhá mọi người ơi, sắp win rồi nhá. Our base tower is under attack. Your tower has been destroyed. Tuấn Tú, nó đái không bắn được luôn. Not so fast. Máu kìa. Sao nó cứ bị đen đen kiểu đéo gì nhỉ? Vãi thật đấy. À, thằng cay một máu không chết kìa. Nguyễn Khánh Ly, Kali khó chịu. Cái pha đấy tôi bắn nó gần hết máu rồi anh em, mà có đúng một hay là hai máu gì thôi. Lo được không? Ăn được con kỳ công này là win này. Nó chết rồi mà. Nguyễn Việt mở mồm ra đã thấy thối rồi. An ally has been defeated. Đỗ Nhật, Việt nói chuẩn thế, mặt cười chảy nước. Sun's power is endless. Stop it!
so fast! An ally has been defeated. Vào xa lộ, 350 Nguyễn Triển Hà Nội Đình Chủ nghe thối quá. Về. Không muốn nói nhiều nữa anh em, không muốn nói nhiều nữa. Top 1 Việt Nam chuyên lật kèo. Chơi game để lật kèo là chính thôi em ơi, chơi game để lật kèo là chính thôi. Cẩm con này nó tín lắm. Viên đánh đi. Quý là rõ. Nguyễn Việt bảo ăn thức. Ôi dồi ôi, cái liều của tôi sao mất rồi nha kia. Hay lắm. Hay lắm quý vị. À, đổi điểm nhanh như vậy rồi vẫn chết. Lật kèo thành công. Lật kèo thành công nha anh em ơi, lật kèo thành công nhá. Lo được nhá. Anh em nào chưa like thì mình nhớ giúp mình một like một tí cho tình cảm đi lên nhá anh em ơi. 167 like rồi anh em ơi, 167 like rồi, còn 43 like nữa là lên 200 like, anh em ấn giúp mình cái nhá. Cảm ơn anh em nhiều. Cứ phải hạng 1 chân dài. Cứ phải hạng 1 thôi. Chín chín hai không ba tám nha, bạn nào chơi thì vào nhá, cao thủ đổ lên nhá anh em ơi. 992038. Tuấn Tú, anh biết Hào Mưu không? Biết nhá. À, Hào Sữa hả? Hào Sữa là thần tượng của anh mà. 992038 nhá, bạn nào mà cao thủ đổ lên thì vào nhá anh em ơi, cao thủ đổ lên thì vào nhá. Đức Tuấn, chơi một game được không nhỉ? Chào quên đi quá khứ nhá. Được nhá bạn ơi, cao thủ đổ lên là vào được nhá. Cảm ơn anh em chia sẻ giúp mình nhá. Bạn nào mà trên cao thủ thì vào anh em ạ. Tinh Anh, Kim Cương thì để gì khác anh em ơi. Tinh Anh thì để gì khác nhá. Mình cày cái nick này lên 50 sao xong rồi mình đổi nick quên Kim Cương, đi quá Tinh Anh chơi. Hào Sữa Best Showman, mặt cười chảy nước. Anh em đánh cùng thì đợi hết game nhá mọi người, tin lắm nhá. Cao thủ đổ lên là vào ạ. It's your turn to pick. My bow will break. My bow is ready for whatever lies ahead. Thế gáy à? Chắn thật. Thế gáy đi bản đúng không? Lo được nhanh em, lo được nhá. To pick. To pick. Nguyễn Việt bảo xa lộ đi mất vui. Quên đi quá khứ, 250k là mua trang phục này nhỉ? Đúng rồi, 250k được 500 quân huy nhá. 500 quân huy thì đủ mua cái này có 499 thôi. Anh em đi qua bữa cho mình có like và share nhá, cảm ơn anh em nhiều.
cái nhá, Khang Huy nhá. Ui trời ơi, bọn nó lại cả một công cả Batman cho nó uy tín. Má chơi game này cả ngộ không cả Batman cho nó uy tín luôn. Chắc là để hành chui đây mà. Tuấn Tú, có anh Batman kìa anh. Cả Batman cả ngộ không luôn anh em à, cả Batman cả ngộ không luôn. Uy tín chưa? Nhưng không sao, lo được nhá mọi người nhá. Thật ra càng nhiều mấy thằng counter càng dễ quên chơi. Quên đi quá khứ, biết thế mấy mua đầu mua sổ là lụm rồi. Càng thằng Batman với lại thằng Ngộ Không, càng Batman càng Ngộ Không thì team mình lại càng dễ chơi. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Dễ chơi hơn. Em có cái Hakun hết này, anh mua 25.000 công không, không nhé em ơi. 25.000 đắt quá anh không mua nhé. Cun tướng mà cun hết nó có 25.000 là đắt quá anh không mua được. Anh làm gì có tiền đâu mà 25.000. 1.000 thì ok. With this bow I fear nothing. Tuấn Tú, mở bản nhạc của Hào Minh chơi cho Sung Anh cây cây cây. Cái pet của anh, cái pet của tôi đấy họ không mở nhạc. Nguyễn Việt, thế bảo bán cho em cái ơ cao 30.000 thì kêu không có lãi. Thì anh làm gì có tiền đâu mà nhập cái hạt 30.000 này rồi. Nó đá rồi. Tuấn Tú, bản quyền nhạc có bay phết không anh? Không nhá. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Our Slayer lane tower is under attack. An Nhiên, hello anh. Chào An Nhiên nhá. Nghe đã được một phút rồi đấy. Dragon has been defeated. Feel it coursing through my veins. Our middle lane tower is under attack. An enemy has been defeated. Wish us 2 days. Slayer has been defeated. Game day, anh em ơi, game day nha. Nothing clears your mind like aiming. Batman đi top không đi rừng cũng càng đầu game thì nó không bắt mình đâu nhưng mà cuối game nó bắt đều. Our middle lane tower is under attack. Đầu game cũng có thể thoải mái, giữa game cuối game thì hơi căng. Our dragon lane tower is under attack. Anh nhìn, nguy an ally has been defeated. Unleash the dragon to the sun. Our slayer lane tower is under attack. And I'm back. An enemy has been defeated. Nguyễn Việt, game này không win anh tải game đào vàng về chơi nhé. Win được nha. Line has disappeared. Send in the ballista. Hoàng Văn Phúc, ngọc nhon của bạn như nào vậy?
10 viên sát thương chí mạng, 10 viên sát máy chốc chạy, 10 viên con lệnh sinh giác các bạn. Tower is under attack. Có thể thay bằng 3 viên hút máu, thay bằng 3 hút máu chạy. I remember every single shot I've ever fired. Our Slayer lane tower is under attack. Người nhìn viên tốc đánh nha anh em. An ally has been defeated. Unleash the dragon! You have been defeated. An ally has been defeated. Fan blade. Con rồng nó target vào, nó ra nếu bắn nó thằng không tay nhé. Our middle lane tower is under attack. Con rồng nó ra đúng lúc mấy đấy. Well done, Toriyama. Our dragon lane tower is under attack. Em nhìn, chơi nó cắt ghê quá. Đó được nha. Outrun this. Our dragon lane tower is under attack. An ally has been defeated. Your tower has been destroyed. Slayer has been defeated. Unleash the dragon. Chơi chủ yếu là để đặt kèo mà các bạn. Nữa là để lên keo là chính thôi. Nguyễn Việt, một mình em bắn hết không cần đồng đội. I hear my call. Outrun this. Our Slayer lane tower is under attack. Ăn kinh công thì không ăn, đi ăn đi đâu đấy Nguyễn anh em Việt, ơi. Anh Thành cho em xin 2000 mua kem ăn đào anh Thành. Mặt cười. Tại đùi ra đây Mina ơi. With this bow, an ally has been defeated.
Our middle lane tower is under attack. Heed my call! An enemy has been defeated. Anh đi công đi bên hết này. Our middle lane tower is under attack. Nice assist. An ally has been defeated. Nguyễn Việt, khỉ nó đập cho thoát mông chưa anh? Sợ thì thằng khỉ đâu mà. Nguyễn Việt, hai gậy, mặt cười thít mắt. Bèn rồi. Không sợ thằng khỉ nhá. Tấn công tướng địch. Burn them. An ally has been defeated. Thủy coi, ga quá. Your tower has been destroyed. An enemy has been defeated. Your slayer has been defeated. Tí nữa thì anh là cũng không rồi. Nguyễn Việt, em đang đánh khỉ đấy. The enemy Dark Slayer has been summoned. Double kill. Nguyễn Việt, em đang chơi khỉ đấy, cần em nhường không? Có được nha. Ban Thình, xin thủ hiệu bạn ơi. Shut down. Phù hiệu luyện kim các bạn. Mang phù hiệu luyện kim vào chơi. Thích nhiều tiền là được. Nguyễn Việt, hai gậy nữa. Sao đâu mà, game dễ lắm. Chơi chủ yếu là để lật kèo là chính thôi. An enemy has been defeated. Miễn là thằng khỉ chết. An ally has been defeated. An ally has been defeated. Enemy double kill. Fly! Your tower has been destroyed. The wind does my bidding. Heed my call! Fear nothing.
cứ từ từ thôi, một lúc nữa là team nó thua mà. 5 phút nữa. Nothing clears your mind like aiming arrow. Hồ Thành Đạt, hello anh. Hà Thành Đạt nhá. Infinite Slayer has appeared. Prepare for the final battle. An ally has been defeated. Nguyễn Việt, từ đầu game đến giờ chưa thấy SP đâu. Our base tower is under attack. Enemy ultimate. An enemy has been defeated. SP mình là VS đấy. Remember every single shot I've ever fired. Unleash the Slayer has been defeated. Lợi Nguyễn, danh gì vậy anh? The enemy Infinite Slayer. 38 sao em ơi? With this bow, I fear nothing. Rút lui. An ally has been defeated. Lên thần không còn lên gì nữa vậy. Our base tower is under attack. Our base tower is under attack. Your tower has been destroyed. Our base is under attack. Your tower has been destroyed. Theta đã mất hết trụ. Lính địch siêu cấp sẽ xuất hiện. Your tower has been destroyed. Lê Mạnh Hà, thua. Lại nhá. Pha đấy phải dùng đan và thằng Pet Doom chết luôn, ngon. Nguyễn Việt, lô anh tải game đào vàng đi. 3, 3, 9, 4, 1, 5 nhá, anh em nào chơi thì vào nhá. À đấy, nếu mà tôi với lại thằng VRS mà dồn đan được chết thằng Metu thì em thì mới chơi được. Không, chịu khó lắm. Cao thủ đổ lên thì vào nhá anh em ơi. Nguyễn Việt, lô cần em vào gánh không ạ? Không em ơi. Anh em nào mà cao thủ đổ lên đến dưới 50 sao thì vào cái cung được. To ban. Khang Huy, em chơi à? Team 5 đây, vẫn đang team 5 đấy, em nào chơi thì vào nhá. Opponent's turn to pick. Nguyễn Việt, yên tâm em vào gánh. Is but a dream.
Nguyễn Việt, em có 100.000 sao vô đồng cấp. Vào đi. My bow will bring down your foes. Cái máy này nó cứ lắc 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 thế này. Chả dùng cái đéo gì mà cũng lắc nữa. Hay do iOS 16 nó lắc à? Opponent's turn to pick. Hình như là tải lên iOS 16 nó lắc đúng không? Nguyễn Việt, chào anh Google nhá. Chào Việt. Tại lên iOS 16 nó bị lag. Bạn nào mà dưới 50 sao thì vô đánh cùng mình được chưa? 4 slot nha anh em ơi. Chơi skin mặc định đi á. Sao lại chơi skin mặc định em? Mất tiền để mua nhiều skin đẹp mà lại chơi skin mặc định là chết. Nguyễn Việt, ta lô chơi không sờ skin một game đi anh. Lo được nhá anh em ơi, lo được chứ. Anh em nào chơi cùng thì đợi hết game nhập ID phòng vô nhá, 1 sao đến dưới 50 sao nhá. The sun's power is endless. iOS 16 lag quá. Lê Mạnh Hà, cua đường. Just burly soldiers. First blood. Our dragon lane tower is under attack. Nguyễn Việt, em có con 110 y chơi mượt cực, mặt thười thít mắt. Yêu cốt Xung Xuân Minh. Phong bò, vài ép pha đó để chết. An ally has been defeated. Our Slayer lane tower is under attack. Tại đây không có thằng mid nó sao chết được. Our dragon lane tower is under attack. Our middle lane tower is under attack. Defeated. By the sun. Slayer has been defeated. An ally has been defeated.
Nguyễn Việt, thôi anh đừng chấp nữa, đánh thật đi anh. Đánh thật rồi đấy mà combo có trúng đâu mà chơi được không? Lê Mạnh Hà, ma gần gánh. I shall never relent. Enemy double kill. Our dragon lane tower is under attack. Draw loose. The iron defense line has disappeared. Send in the ballista. Your tower has been destroyed. Our middle lane tower is under attack. Phong bò, không xong rồi. The Vita are more than just burly soldiers. Ha! Có đánh được kéo đâu mà cứ lao lên đánh thằng kia. Cái này là mình đang mạnh lắm ấy. Không hiểu. Nguyễn Việt, em xem anh 20 năm rồi mà game nào cũng thấy anh bị ép là sao? By the sun. Đánh nó đéo được mà cứ lao lên đấm của nó. Our middle lane tower is under attack. Đánh nổi anh em ạ. Cứ lên đánh nhau với nó trong khi mình có đánh được nó đéo đâu. Lê Mạnh Hà, nó xanh lét. Đánh để cho mình có đánh nhau với nó trong khi mình có đánh được nó đéo đâu. Bầm bầm nào lên ăn tươi nuốt sống người ta dễ lắm đấy. Onward. Bọn nó có ngu đéo đâu các bạn. Enemy ultimate. Feel the sun. I shall never. Enemy onslaught. Huh? Nguyễn Việt, toàn các game thủ mới lên thông cảm anh ơi. The sun's power is endless. Nguyễn Việt, bọn này N không biết ôm trụ để anh farm thì trời gánh. Mặt cười. By the sun. Your tower has been destroyed. Ha! Not so fast. Nguyễn Việt, chơi game mà cứ lao lên để xem bạn ăn thế thì chịu. Soldiers.
Lê Mạnh Hà, xanh lè. I shall never relent. Tên nó xanh lè luôn. Nguyễn Bảo Minh, tôi cao thủ 26 chỉ chơi con này, mặt cười thít mắt. Hello Bảo Minh nhá. An ally has been defeated. Con này leo danh rồi. An ally has been defeated. Your tower has been destroyed. Your tower has Nguyễn been Văn Huy, destroyed. Thấy solo chơi hay mà. Our base tower is under attack. An ally has been defeated. Nguyễn Văn Huy, gà, mặt cười thít mắt. An ally has been defeated. Our base tower is under attack. Enemy ultimate. Go back. Enemy double kill. Nguyễn Bảo Vinh, chỉ cần một SP chân chính bắn cả thế giới. Is under attack. Your tower has been destroyed. By the Nguyễn Bảo Vinh, bạn sao lại không bốn rồi? Bạn nhìn team là biết thế nào? Không bốn này là không bốn để cứu team đấy chứ không phải là không bốn để fit đâu bạn. Không phải là không bốn mà để là phá game đâu, không bốn là để cứu team á. Không bốn kiểu như là để gánh gồng gánh á. Nguyễn Việt, Nguyễn Văn Huy solo này em. Đây không phải là không bốn để phá game đâu. You have defeated an enemy. Enemy onslaught. An enemy has been defeated. Nguyễn Văn Huy, vào Việt. Feel the sun. Enemy bloodbath. An enemy has been defeated. Double kill. Phong bò, lên kiếm hút máu áo tròn vang để trụ lại lâu tí. The enemy Dark Slayer has been summoned. Your team has destroyed a tower. Cái quan trọng là team mình nó phải có một cái người nào đấy gồng cánh rồi thì mình mới lên áo choàng băng với lại kiếm máu được. Bây giờ mẹ mình không có đam một cái thì lấy ai Quang Anh Đào, cơ cao đào thế anh nhìn lạ thế. Thấy không? Bây giờ mình không có đam một cái thì lấy đâu ra đam một cái. Hên xui thôi, 50-50. Ban ngày, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng khi On có diệt thần cung. Mặt người chảy nước. Rút lui. Hay à. Cố nha. Cái thằng Elin nó cũng lạc lắm. Veda Lin Kho Sun Yan Kho Il. Ha!
Phạm Trần Phan, bật mic lên. An enemy has been defeated. Nice assist. Holy Dragon has been defeated. Rút lui. Nguyễn Việt, Vũ Minh Tuấn em ở đi ăn cứ đi. Nguyễn Bảo Minh, hơi khó nhỉ. Bloodbath. Rút lui. An ally has been defeated. An ally has been defeated. Nhà không thủ cứ làm cái gì vậy anh em? An ally has been defeated. Phạm Hương, bắn chiêu hai thể vậy. The enemy Dark Slayer has been summoned. You have defeated an enemy. Nhà không thủ cắm đầu ống cổ la lên đánh nhau chịu luôn. Như thế nào là tệ hả? Our base tower is under attack. Fire has appeared. Prepare. Van Hao, you people SP chán thật. Not so fast. You have defeated an enemy. The Vita are more than just burly soldiers. Feel the sun. Phạm Hương, ý là toàn trượt. Phạm Trần Phan, SP đã gà còn lên phép. The sun will shine on me. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Nice assisting. Ultimate. Cái gì mẹ, không dồn đa con xin không luôn đi lại còn cứ đứng nhìn thôi. Thôi thua rồi anh em ạ, mất kinh công mình thua rồi. Onward. Gồng đánh từ đầu đến cuối mà đánh cái kiểu vậy thì chịu anh em ạ. Đánh con kinh công và thằng đứng nhìn, thằng đứng bắn thì chịu. Ông Vidu còn đứng nhìn nữa. Quá khó. I shall never relent. The enemy Infinite Slayer is pushing. Không đỡ được. Tay Yến, Vũ Đức. Dọn lính đường rồng. The Vita are more than just burly soldiers. Nguyễn Văn Huy, anh này chơi hay đó. An enemy has been defeated. An
ally has been defeated. Bloodbath! Rút lui! Riêng mày nhé, tao nát. Rồi, solo. Nguyễn Văn Huy, xin lỗi anh. Quang Anh Đào, góc. Caesar chưa xuất hiện. Giữ mạng rồi ăn kinh công anh em ơi, đừng để chết, về đi. Về hết đi, đừng để chết nữa, giữ mạng để ăn kinh công kìa, đẩy đứng trên lên một thằng về thôi, một thằng về đi. À không, thằng nào về. Một thằng về đi, một thằng về đi. Đứng canh ăn kinh công đi, một thằng về thôi. Để ghi đu về thôi. Ok. Ok. Nguyễn Bảo Vinh, đố ý đi ăn cây lâm. Đánh đi vào này. Về đi. Lâm Thanh Hậu, cố lên anh. Mày, bất kỳ con người ai. An ally has been defeated. The enemy Infinite Slayer is pushing. Bọn nó đánh trước mà mình đi thế đi cướp mà không cướp được thì chịu rồi. Our base is under attack. Rút được băng công sao lại đi ăn. Oh, oh. Muộn em, xin lẻ vậy. Lẻ. Mít 38, 71% đam. Lê Mạnh Hà, thua đường nhiều quá. Điểm chạy 730246 nha em ơi, lại nhá. Mít phế, mít với SP phế quá nha, đánh không nổi. Cao thủ đổ lên thì vào nhé em ơi, cao thủ đổ lên thì vào nhá. Tôi với thằng rừng gánh loài chỉ. Anh em nào vào chơi zip thì đừng có vào nhá. Mắc công. Lại ngồi nói đi nói lại, mệt. Cùng tự tại, biết là em gái mà tố cáo ba. Gái đâu? Nó phay cái giọng ấy chứ, giọng đấy là giọng con trai đâu, nó phay kiểu như là nó dùng phần mềm ấy, nó phay ra cái giọng nhái chứ đâu con gái đâu. Vũ Minh Tuấn, con SB Nguyễn Việt. SB với mít phế quá anh em ạ, mít có 7% đan thì đánh cái gì trời. Cũng không được chơi, cầm cái con Merganga là phải có SP đi cùng cơ. Có con Helen đi cùng thì mới đè đường được. Đây SP nó không có thì sao mà đánh. Don't deserve to fight by my side. Anh tìm đi được cái sao trên ID.
nghĩa bùi, chọn cái SSS kia đi. Lâm Thanh Hậu, skin đầu của anh. Đánh đã thua rồi là mình phải đánh kiểu khác các bạn ơi. Mình đã thua đường rồi thì mình phải chơi kiểu khác chứ không thể nào mà mình thua đường mà mình đánh như kiểu mình đang thắng Ca đường Long, được. Chưa ngủ à? Chào Ca Long nhá. SS kia không chơi được Nghĩa ơi, SS kia đánh chậm lắm. Đúng không? Mình đã thua đường rồi là mình phải đánh kiểu khác anh em ạ. Chứ không mình đã thua đường rồi mình cứ đánh như kiểu mình đang thắng đường thì chết. Bọn nó lăn cầu chết là phải ngồi khóc luôn. Giả sử như mình đã thua một một mạng, hai mạng rồi là mình phải Lê đánh Mạnh kiểu Hà, khác hay thắng chắc. Chứ làm sao mà mình đã thua hai ba mạng rồi mình cứ lao lên mình đấm nó được, sao mà được. Đánh phải biết kiểu đánh chứ. Mình đã thua đường rồi thì là mình phải chơi kiểu khác ngay, giữ trụ, ôm trụ, giữ trụ ngay, không thể nào mà lao lên đấm nhau được. Lê thua. Mạnh Hà, tem bạn thua đường. Thì đấy, đã thua đường rồi thì phải mình phải biết đánh kiểu khác luôn, đổi kiểu đánh đi. Đánh ôm pha một chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tân. Chịu luôn. Fit cho một đống mạng như vậy, tụi nó xanh sớm làm sao mà ôm được nữa. Đội xông lên. Nó xanh thì tung nó xanh vừa vừa mấy đứa thua thiền mà cứ gặp là đánh trời gánh. Nó đã xanh rồi thì cho nó xanh vừa vừa thôi các bạn. Để mình còn tham, mình ôm, mình còn lật kèo cho các bạn. Nó đã xanh rồi các bạn còn lao lên cúng cho nó thêm nhiều mạng cho nó xanh. Lòi chỉ ra nữa thì thằng bố mà nào mà chơi được. Biết là nhiều pha cũng có thể ăn được đấy. Nhưng mà nó quá mạo hiểm. Quá mạo hiểm. Nó đánh hay cũng phải mà nó ngu quá đâu. Watch this. Mùa đỏ đi Adi, vào đi Adi ơi. Tao bắn thằng Na kìa. My power is playing for all to see. Yet unknown. Tao đánh nhỏ này, tao quá nhỏ này. The army's idly can never be defeated. Lê Mạnh Hà, trận này dễ chơi rồi. Không nào bật mic, tắt mic đi ra. Yes, unknown. Your next. An enemy Still has bloody. Been defeated. Watch this. An enemy has been defeated.
have to prove myself to him. An enemy has been defeated. To see. This weapon is just a tool. The power is a reward. An enemy has been defeated. I'll turn you to dust. Our middle lane tower is under attack. Our Slayer lane tower is under attack. Đòi lấy trụ, dễ gì. Yes, I'm not. Too slow. Our middle lane tower is under attack. Our dragon lane tower is under attack. Assist! You have defeated an enemy. You're next. This weapon is just a tool. Yet another. Ultimate. Your team has destroyed a tower. I do not have to prove myself to anyone. My ultimate power is playing for all. Your team has destroyed a tower. You're next. Slayer has been defeated. Combat equipment upgrade. This weapon is just onslaught. I'll turn you to double kill. Đặt tổng thân, chúc em hạnh phúc. Ok, còn đây nè. Yes, another. Watch this. Yet another. Your team has destroyed a tower. Too slow. You're next. Our Slayer lane tower is under attack. I do not have to prove myself to you. My power is playing for all to see. Dust. Open fire.
Yes. What's this? Yes, another. Your team has destroyed a tower. Lê Mạnh Hà, Thi Thắng Dương. Yes or no? Thắng chắc chứ anh em ơi. Cầm lấy uy tín. Yes or no? Our Dragon Lane Tower is under attack. Too slow. Your tower has been destroyed. Legendary. This battle is getting more and more interesting. I'll turn you to dust. Open fire. Team has destroyed a tower. Quên đi quá khứ, lúc cái Mega đi. Legendary. This battle just keeps getting more and more interesting. Nice assist. An enemy has been defeated. Double kill. Trust this. La Chan, tích nội dạy liên tục thế ai chịu nổi. Mềm quá dễ. Anh em nào chơi zip thì đừng có vào nhá. Để thử gánh hai ông này một lần nữa xem nào. Ông đi đu với lại ông đi đu với lại ông ca hưu mà không làm được việc cái này nữa thì thôi. Thứ em sau là nghỉ luôn. Việt Nam tôi đó, bên kia chơi như anh Kim Thương Tinh Anh vậy. Đấy, cao thủ 40 sao đấy bạn. Không phải dễ đâu. Qua là mình xanh quá, tụi nó không đánh lại được thôi. Cũng giống như mình tụi mình game trước vậy. Có nó ép cho con làm gì được đâu. Your team's turn to ban. Tài Lê, sao không mời Nata vào làm trận nữa? Ai nhanh tay được thôi, mời nó cũng thế. Để cho các bạn khác chơi nữa. Chơi thì lại ngồi đợi một game, giải trí một game rồi game sau lại vào. Có sao đâu. Opponent's turn to pick.
Đặng Tòng Thanh, thua anh sắp ngọ 3 lần. Cái gì vậy anh ơi? Làm người đi. The world is but a dream. Rừng nó bị yếu quá. Phải tập đi. Tài Lê, tim nó gà quá không có cửa. Quên đi quá khứ, Gerdu là ép mấy vậy? Tàn KS mạng á, KS mạng là còn tốt đấy, tôi chỉ mong ông nào đi rừng trong team tôi là KS được mạng đấy, thật. Việt Nam tôi đó, chơi chỉ thích gặp những trận căng mới hấp dẫn. Tôi chỉ cần ông nào đi rừng team tôi ăn được càng nhiều mạng càng tốt. Anh em có nghi là cái trận vừa rồi đây là SGP thả không? Anh em có nghi vấn là trận vừa rồi SGP thả ra team Flash không? Tôi nghi lắm anh em ạ, đánh đúng ảo luôn á. Hà Văn Cường, hello anh. Hello Hà Văn Cường nhá. Quả bao game nữa chứ. Lại còn quả bao game nữa, hơi ảo. Nghi vấn thôi. Chào Việt Anh, Việt tự dưng mất cái ngôi sao à? Pep của em nó bị mất đấy anh ạ, không phải do anh đâu. Nghĩa Bùi, tí nhìn Chí Tôn kiếm hành anh nè. Chớp thắng 3-2. You are on the red team. Đi mà lát thắng 3-2. Quên đi quá khứ, chớp thắng 31 à. 3-2 nha. The wind does my bidding. Thanh Vi, nhớ nhon anh tới cục tím hay xanh rồi mà. Ừ, mình đổi nick bạn ơi, mình đổi nick. With this bow, I fear nothing. First blood. An enemy has been defeated. Our middle lane tower is under attack. Our dragon lane tower is under attack. Outrun this! Nothing clears your mind like aiming an arrow. An ally has been defeated. Unleash the dragon! Our middle lane tower is under attack. Hương voi cun ngỏm. I remember every single.
been defeated. Dragon and Slayer have appeared. Outrun this! Dragon has been defeated. The wind does my bidding. Find me. Stop me. Wind! Outrun this! An ally has been defeated. Been defeated. Our middle lane tower is under attack. Our Slayer lane tower is under attack. An enemy has been defeated. No, I'm not going to win. Double kill. An enemy has been defeated. It's about the group. Unleash the dragon! The iron defense line has disappeared. Send in the ballista. Every single shot. To the sun! Wind! Lê Mạnh Hà, trận này uổng mà. Slayer has been defeated. Your team has destroyed a tower. Fly! An ally has been defeated. And this! To the sun! Du An Thơ, đánh hay. With this bow! An enemy has been defeated! Our middle lane tower is under attack! An ally has been defeated! Your tower has been destroyed! Nothing clears your mind like aiming an arrow. Your team has destroyed a tower. Our middle lane tower is under attack. Outrun this! An ally has been defeated. Enemy double kill! Enemy triple kill! You have been defeated. Má, nó chết nhanh quá. Dragon has been defeated. Our middle lane tower is under attack. The tower has been destroyed. An enemy has been defeated. Outrun this!
Our Dragon Lane Tower is under attack. I remember every single shot I've ever fired. Your tower has been destroyed. It's not about the target. It's about the good thing. Thương mọi người, đi xem 5 căn. Heed my call! Enemy onslaught! Enemy dominating! Enemy bloodbath! An enemy has been defeated! Double kill! Yep. Dragon and Slayer have evolved. Well done, Gor Yamban. Game dễ mà, lo được nhá. Unleash the dragon! Ăn luôn. Thôi bỏ đi cho ta. Enemy legendary. An ally has been defeated. Shut down. Quá đỉnh. Double kill. Má thằng ghê đấy, đam to đấy. Quá ghê rồi. Hai cô kéo hết á. Thư. Tung tự tài, đừng hay. Enemy double kill. Nice assist. Nice assist. Thương voi thùn, đừng ganh thù. Holy Dragon has been defeated.